Sau đây là kết quả xổ số miền Nam thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022. Kết quả xổ số Đồng Nai. Kết quả xổ số Cần Thơ. Kết quả xổ số Sóc Trăng. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng. Lưu ý giải phụ đặc biệt, tức là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối, chỉ sai số đầu tiên. Giải khuyến khích là giải sai một số bất kỳ, ngoài sai chữ số đầu đã là giải phụ đặc biệt. Nói một cách khác, giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai một trong 5 con số còn lại của giải đặc biệt 6 chữ số. Ngoài ra, các vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải. Bạn cần hiểu rõ luật thuế để đóng thu nhập cá nhân khi trúng giải trên 10 triệu đồng. Nếu tấm vé số có sự tranh chấp thì bạn chỉ nhận được tiền hưởng sau thời gian thẩm tra. Khi đã hoàn thành được các nghĩa vụ xác minh thành công thông tin và tấm vé số đủ điều kiện, thì chỉ trong 5 ngày bạn sẽ nhận được tiền thưởng. Người chơi có quyền yêu cầu công ty xổ số bảo mật thông tin cá nhân. Kênh xổ số ba miền, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!